cả hai. Nắm được bệnh hoạt chẳng quá rồi, có ung thư trước bây giờ là gì? Đổ máu.
nhiều ta đúng không, hoặc là nguy cơ thấp, nguy cơ ác tính là 7%, thì có những anh chị là chẩn đoán luôn là cytocarcinoma luôn, tức là ung thư luôn, tức là chẩn đoán mà tới mà tế bào bằng chẩn đoán được luôn á, rõ siêu âm thôi. Thành ra chính vì vậy trên thế giới mình mới thống nhất nhau để chúng ta làm gì, chúng ta hiểu nhau hơn. Và khi chúng ta trình lên hội nghị thế giới, chúng ta đi hội nghị thì tất cả mọi người đều có một tiếng nói chung, và không chỉ nói chứ nói chung đối với thế giới của chẩn đoán ảnh mà đối với lâm sàng. Thì sau khi chẩn cận lâm sàng mà nói gì thì lâm sàng sẽ biết là cùng một tiếng nói chung chúng ta sẽ đưa ra hướng xử trí như thế nào, tiên lượng cho bệnh nhân như thế nào, tham vấn bệnh nhân ra sao, và bản thân bệnh nhân cũng biết đó là gì. Thì cấu trúc báo cáo này đòi hỏi phải có quy định, thứ nhất là phải có chỉ định của viện khảo sát, thứ hai chỉ định đây rất là quan trọng. Bây giờ ngay cả bệnh viện Vương làm sao các bạn, quy định của bệnh viện Vương nếu như từ tờ giấy siêu âm thai, siêu âm phụ khoa mà chuyển tới khoa chẩn đoán ảnh mà không ghi chỉ định thì cái đó đương nhiên trả về và hôm sau sẽ ghi vào báo cáo sự cố thực hiện. Bắt buộc bây giờ chúng ta đánh đối lẫn nhau, và phải cho nó siêu âm mình thấy nghi ngờ đặc tính rồi, mà giờ mình nó mới đặc tính ung thư kỳ quá không, nó siêu âm đi nó coi trước rồi mình về quay lại chi tiết đúng không, để nó nói ác tính mình qua mình nói bệnh nhân ung thư, còn nó lành tính mình nói bệnh nhân lành tính, cho nó làm trước đi, không phải vậy, không đánh đối lẫn nhau. Thì quy định bây giờ là trong tờ báo cáo phải bắt buộc phải có mô tả gì đi, chỉ định rõ ràng của việc khảo sát, mô tả vị trí khu ở đâu, mô tả tổn thương thái độ trên lâm sàng. Và từ đó thì chúng ta làm gì, chúng ta phải mô tả được tên cái siêu âm là hình ảnh gì ở đâu, và chúng ta phải có thể so sánh những cái phần đánh giá cuối cùng trước đó, và chúng ta đưa ra đánh giá cuối cùng và đánh giá đầu tiên được để giải quyết vấn đề cho bệnh nhân. Thì cái bản bài đánh này có 6, có 7 nha, không 1, 5, 6, tức là 7 phần loại. Không cần có thêm đánh giá đã học hoặc có thêm ảnh lần trước để so sánh, tức là tổn thương này không rõ ràng, không xác định được thì chúng ta đánh không à. Và chúng ta phải kết hợp thêm kết quả siêu âm, kết quả MRI, kết quả chụp ảnh qua trước để chúng ta so sánh, hoặc là chúng ta ở tuyến dưới chẳng hạn, hoặc là chúng ta em ốm quá, chúng ta chu kinh nghiệm trong vấn đề này không biết nó làm xếp loại gì thì cũng đánh đánh không để nhờ đánh ảnh hội chẩn. Với đánh một là âm tính, tức là bình thường. Với đáp 2 là tổn thương lành tính, là hoàn toàn không ung thư. Và đáp 3 tổn thương có lẽ lành tính, nguy cơ tính là dưới 2%, cần theo dõi ngắn hạn tùy nơi tùy bệnh nhân, có thể theo dõi ngắn hạn từ 3 tới 6 tháng. Và trong cái bài đáp 3 chúng ta phải tham vấn với bệnh nhân ha, rõ ràng tôi sẽ học cho chị, tôi thấy cái tổn thương kỳ là tổn thương bài đáp 3 là khối u vú hay là tổn thương vai quá hay là tổn thương sơ hóa gì đó ở vú. Và đáp 3 thì là tổn thương này có lẽ lành tính, nguy cơ ác tính chỉ là dưới 2%. Và chúng ta có thể cắt bước xử trí sau. Nhất, tôi sẽ mời chị đến quay ngược lại đây và kiểm tra lại 3 tháng, 6 tháng sau. Và những nói thôi bác sĩ tôi lo lắm quá. Bỏ cắt, ok. Bây giờ là một sự thăm vấn thỏa thuận với bệnh nhân và bác sĩ. Bệnh nhân nói, nguy cơ ác tính dưới 2% bác sĩ cũng là ung thư, cho tôi luôn đi, ok cắt. Nhưng mà chúng ta cũng phải coi chừng. Thứ nhất, với bệnh nhân trẻ quá, bệnh nhân còn trẻ thì u sợi lúc đó là tổn thương u sợi đến cuối giờ hơn, thì chúng ta theo dõi. Hoặc trước đó mình nhờ 6 tháng sau trước nó đã xuất về đáp ba, bây giờ 6 tháng này tổn thương vẫn vậy, vẫn là qua đáp ba thì theo dõi. Còn những bệnh nhân tự nhiên đang 50 tuổi tự nhiên bắt đầu mọc lên các ung thì bắt buộc chúng ta phải xin phép kiểm tra lại. Đó là cái bài đáp ba này là bài đáp chúng ta phải tham vấn rõ ràng. Bây giờ là có những tham vấn rõ ràng bệnh nhân, hoặc là nếu mà có những bệnh nhân mình kêu mình ta xin phép chẳng hạn cái nguy cơ tính hơn là bài đáp ba thôi, nhưng mà tiền sử gia đình bị ung thư vú mà hiện không chưa xin phép thì mình để theo dõi 3 tháng và tái khám. Còn bài đáp 4 là tổn thương viêm nhãn tính, cái độ tính nó cao từ 2-95% thì người ta khuyên là nên xin phép. Là 4A là ác tính thấp từ 2-10%, 4B ác tính trung bình trên 10% tới dưới 50%, 4C là có tính cao trên 50% đến 95%, xin thiết. Hồi xưa thì ta nói xin thiết có gì, xin cho cốt tế bào cho đơn giản và độ chính xác và độ nhảy rất là cao, nhưng mình dùng 4 là độ nhảy rất là cao, độ đặc hiệu cũng cao. Thì bây giờ trên toàn thế giới thì người ta khuyên nên là xin thiết lại. Còn MC lấy cái súng mới nãy á này, cái hình trước tôi cho anh chị coi, lấy súng cắm vô dưới siêu âm để nó mình xét nghiệm để có bệnh lý tốt hơn là chắc cốt tế bào. Chắc tế bào nó ít mô hơn và cái độ chính xác nó không bằng.
định đó. Người ta đã ghi như thế này, tức là mình coi mình thấy sao là ung thư vú rồi, và trong chỉ định người ta ghi là ung thư vú đã được quá trị, tân hỗ trợ. Thì bây giờ suy ông lại nha, chúng ta không đánh đố lẫn nhau nữa, có hiểu không? Tức là ung thư vú thì đã được xác định, tại sao người ta biết ung thư vú định suy ông chi nữa? Những bệnh nhân có khối u vú lớn trên 5 cm, thì trước đây là người ta bảo đầu tiên người ta dùng một phẫu thuật hết, sau quan trị xác định xong. Còn bây giờ trường phái mới bây giờ là cũng có phương pháp là tân hỗ trợ, tức là hóa trị trước trên 5 cm, người ta điều trị hóa trị trước, sau thời gian trước hóa trị người ta cho siêu âm trước, điều trị hóa trị trước, sau một đợt còn mấy cái chu kỳ điều trị hóa trị rồi người ta siêu âm lại để đánh giá. Có nhiều khi siêu âm 6 chu kỳ hả, không còn khối u 8 cm, mà sự điều trị hóa trị rồi hóa trị xong bay hết trơn, không còn khối u nữa, thì lúc đó cậu muốn em nghĩ vậy, ở đây nghĩ cũng bình thường vậy cho bệnh nhân, kỳ không? Thì lúc đó chúng ta như vậy là sao? Nha. Hoặc là ở đó có 5 cm, sau khi quá trình quay lại mình thì mình có u còn 3 cm, tự nhiên là tối u và muốn bạn là sao? Thành ra bây giờ cái chỉ định của đồng nghiệp lâm sàng rất là quan trọng các bạn. Hãy cấp bệnh với các bạn sang bệnh viện vương á, bắt buộc khi mà gửi vào cả lâm sàng cũng như chỉ định rõ ràng, không đánh đố lẫn nhau. Đó là bạn nói sao là như vậy. Thế nếu như nếu chúng ta không có chỉ định rõ ràng á, là rất là kẹt cho nhau luôn, hiểu không? Đó. Nhiều khi á một khối 3-6 tháng trước nó là bài rất nặng, mà siêu âm sau một đợt điều trị 2 tháng sau nó quay lại cũng còn khối u nó lành tính. Nó nhìn tất cả những tổn thương khi đợt tính nó còn giống như u sợi tuyến vú, ta phá một cầu u sợi tuyến vú về là cái như cái làng nó tưới mày luôn á. Cái nặng bài rách 2 là tổn thương gì? Thứ nhất đó là những tổn thương đa số là nang thôi, đa nang hoặc là khối nang, nang biểu hình, hoặc là những khối chứa mỡ, hoặc là khối phẳng dày rộng nhất, hoặc là bơ hóa to trên 0.5 mm, ở 5 mm thì mình không phải nằm, hoặc là những khối tròn hoặc trục không vách tăng âm phẳng ẩm bên trong, hoặc là những khối silicon. Khối silicon là bây giờ những khối silicon nước đó, bơm được tiếp cái da không silicon lỏng, hoặc là những khối hạch dưới 2 cm, có còn có rút rốn hạch, không có xâm lấn, không có tổn thương, cái vỏ cũng còn dày ha, còn có là rốn hạch và vỏ còn đều rõ, hoặc là sẹo mổ và không tăng kích thước so với những trước. Đây là những tổn thương bài rách 2 là những cái nang điển hình, và sẹo mổ thấy là những cái bộ trắng và đều còn dục trục ngang trong sẹo mổ, các cấu trúc của nó thì trục là quan trọng. Trục mà sông lớn nhất là độ sông sông mặt da thì tổn thương lành tính nhiều hơn. Nếu trục lớn nhất là trục vuông góc mặt da, trục chọc á, lớn nhất là trục ngang thì cái tổn thương lành tính nhiều hơn. Nếu trục lớn nhất là trục dọc, là trục này nè, vuông góc mặt da thì tổn thương lành tính nhiều hơn. Và chúng ta thấy trong tổn thương lành tính thì những cái sóng gió nó qua được hết, là nước mà nó không có cản âm qua được hết, mà chúng ta thấy cản âm phía sau và bờ hai rất là đều, và nếu có ống đường thì là ống đường nhỏ hai bên đó. Đây là tổn thương này, hoặc là hình ảnh giảm tiếng muốn gì ở trong bệnh nhân đang trong con bú, hoặc là đánh đa đang biến bú có nhiều bệnh nặng nhỏ nhỏ và nặng lớn còn nhiều rõ, hoặc là những khối phẳng âm rất kém bờ đều, chúng ta thấy chúng ta mổ ra cái khối cắt ra là có u sợi tuyến vú, hoặc là những khối phẳng âm kém chúng thấy giống như mực nước ha, có hai lớp những khối này là hai thường hay gặp là bệnh nhân bị hoại tử mỡ, tức là bệnh nhân bị té đập gì đó thì bên dưới chúng tôi bút ra bên dưới cái chỗ này nè là một dịch, một khối hoại tử, tức là người ta bị bầm chặt thì trong một thời gian, thế là hút ra ở dưới đây á, cặn cặn như có phản thần, vùng này á hút ra máu bầm, đen đen ở trên là nước bên loãng, giống như là cục huyết thanh mà nó đông lại ở trên, thì huyết thanh ở dưới là
đây vô vậy đó. Đây là những tổn thương đang sửa, cứ sửa. Hoặc là những cái hạch viêm là đã rất hay. Thì cái hạch viêm bạn trên chúng ta thấy là một mặt nó còn cấu trúc đen còn rối mặt rất là đỏ và bờ bờ nó trào nhiều lên, còn cấu trúc rối mặt này chúng ta thấy hạch nó giống như thầu vậy đó, vùng thủy vùng vỏ ha. Đó là hạch lành tính. Và rất ba là những tổn thương có thể thông sờ thấy được hoặc là những tổn thương không có cứ đặc điểm gì hợp tính, đa số đó là có hình màu đục trụ ngang và kém so với mỡ và giới hạn rõ có bóng lưng, có bóng lưng tăng nhẹ hoặc là những khối phần dày với trung tâm có phần kém hay trống hoặc là bị mỡ chẳng hạn. Chúng ta coi hình này. Đây đây là cái nang, hồi nãy chúng ta là nang điển hình, còn nang là nang phức tạp. Chúng ta thấy nang có bờ đa cung ha, có vách mỏng bên trong, thì cái này có chỉ định trụ hút hoặc là cái nang bờ nó không đều. Chúng ta thấy cái này có một tổn thương nhỏ, không biết nhiều khi cái này nhiều khi là một tổn thương nghi ngờ. Cái nang này nó chỉ nó làm che lấp lên, chúng ta vô siêu âm chúng ta thấy cái nang to quá mừng quá, ở nhà chúng ta quên cái tổn thương ở trên đó, những tổn thương này rất là nghi ngờ. Hoặc là những khối có năm kém đây, hoặc là những khối hoại tử mỡ. Đây là ở phụ nữ lớn tuổi, bệnh nhân vô bị cái một khối đau uống ta siêu âm chúng ta thấy một khối rất là nhiều ung thư mà phải chọc hút ra thì toàn là mỡ. Đây là những ca, đây là cũng là mô hoại tử đây. Ca này là ca này là ca hoại tử mở biên hay bằng cơn. Ca này là bệnh nhân này là bệnh nhân chân ngủ, bệnh nhân đi đường hóc môn thì bệnh nhân chiều, bệnh nhân về bệnh nhân cơn ngủ, bệnh nhân ở cái giỏ đó là bị ăn cướp cho các ăn, thì bệnh nhân ráng giữ té cái đó, bệnh nhân ráng giữ cái túi tiền vô ngực, cái hạt cướp mới lấy cái đạp cái ngực bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân bị bằng thì giai đoạn đầu tôi đến thuốc, đo thuốc máu bằng, thuốc chống máu bằng tụ dịch. Thời gian sau 6 tháng sau siêu âm lại thì sau khi hút hết nó bằng ra thì những cái vô nó đóng và những cái bụng mỡ nó hoại tử nó thành những khối vôi hóa, thì tổn thương này khi chúng ta chỉ biết qua là những vôi hóa lành tính nha các bạn ha. Đó là những tổn thương cũng rất đa dạng, nó đây là những cái hoại tử mỡ. Thời gian sau cái khối này thời gian phải lâu lắm đó, phải hút nữa, phải hút hết trên cái ống dịch này mới ra. Đây là hình ảnh, này là hình ảnh đó. Bóng lưng ha, khi chúng ta mổ thì có bóng lưng nó đi từ lớp trên dưới da nó đi xuống lớp sâu bên dưới luôn á, và nó che những cái tổn thương nó có ở đây. Cái tổn thương này là một tổn thương cũng nghi ngờ ung thư đó. Nếu chúng ta không quen sao nó cũng thể xếp loại bằng rác vốn được, chứ không phải là bằng rác ba, còn tùy theo. Hoặc là hình ảnh giảm ống trứng cuốn trong cái trường hợp tổn thương ống trứng cuốn, chúng ta thấy ống trứng cuốn này nó giãn tới đây, cái đầu nó nhỏ lại thì nghi ngờ có một cái tổn thương nhú nhỏ phía sau, nó làm cắt cục ống trứng cuốn và nó phình giãn và phía trước giống như là cắt ruột. Các bạn biết hình ảnh này là gì không? Ai từng làm xăm vú rồi biết hình ảnh này là gì không? Cái này hình ảnh này một cái nhìn ngoài nhớ cả đời ha, không bao giờ cắt nhau trường á, đó là ảnh bông xoay con đó các bạn. Tức là bệnh nhân muốn đặt cái ngực mà vì hoàn cảnh là cũng có tiền để vô bệnh viện thẩm mỹ đặt thì tốn tiền đúng không, nghe cái bà uống tóc hoặc là cái bà sẽ bóng tay bóng chân gì đó, Việt Nam mình chuyên bóng vậy là bơm mỡ tự thân bơm vô vú là có 2-3 triệu đồng cũng được, 5 triệu đồng cũng được, là bơm xong vú nó bị lên vậy nè. Đây là thảm họa đó các bạn, thảm họa mà sĩ thẩm mỹ sợ dữ lắm luôn. Thì chúng ta xoay khi mà mở đường thân, không phải mở đường thân đâu các bạn, cái này bị vú làm sao nói bệnh nhân làm sao, thì bệnh nhân nằm xong người ta lấy ống chích đâm cho bụng bạc đâm vô hai bắn xong cầm lên nằm mở như nè, cái bơm vú các bạn làm thử đi. Tôi thấy nếu mà làm vậy thì cái tủ thuốc cái bụng tôi luôn đời đấy, nó bị lùn rồi đó. Thì người ta bác sĩ hay là cái người đó để sẵn cái ống chích nước nó đâu ra silicone đâu đó ha, thì silicone lỏng các bạn cũng cái giới cải lương nghệ sĩ gì đó ngày xưa vào những thập niên trước 70-75 trước giải phóng rất là nhiều. Thì từ 1980 thì FDA của Mỹ đã cấm không sử dụng silicone lỏng cho bất cứ cái phẫu thuật thẩm mỹ nào hết. Tức là sao, ví dụ như
bên lên, thôi điều hai bên nó chạy xuống. Nó không có cho được đề, nhưng mà trời. Đó. Tức là người ta bơm khắp nơi. Thì giai đoạn đầu, đây rồi giai đoạn đầu. Thì khi bơm vô nó đều đã đang đầy hết trơn. Và giai đoạn sau thì nó vậy. Nhưng mà tại sao bám da trắng? Tại vì những khối silicon lỏng đó nó đi vô mạch máu và nó đưa đến những ca, nó đưa đến 3 ca lần. 3 ca bệnh nhân bị đột quỵ do thuyên tắc mạch máu não, do vô tim hoặc ngừng tim ngừng thở luôn cả. Thành cái SD của mình đã trắng không sử dụng nữa. Nhưng mà nhan nhãn ở các nước châu Á, ở các nước đang phát triển ở châu Phi nữa, người ta muốn xài silicon lỏng ăn vô bơm vô. Và ở sư tôi học ở Mỹ ở bệnh viện Chợ Rẫy có mẹ một bác sĩ ở dưới tỉnh bị chết vì silicon lỏng. Bác sĩ làm trên quê trên đây đâu biết mẹ mình dưới quê, cũng nghe lời bà uống tóc người từ thành phố đi xuống đem theo silicon bơm tới nhà, bẩm nhà luôn, có 7 triệu đồng thôi, đôi hai cái dúi cao cụ. Sau đó bị sao, bệnh nhân bị tăng như nhiều quá, bệnh nhân chưa đến giai đoạn mà đột quỵ gì đâu, chưa thấy xâm nhập cho mình giai đoạn độc tăng nhiều quá, nhiều nhát á, tức là bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng bệnh nhân chưa bị sốc phản vệ, để sốc nhiễm trùng mình giờ đấy mà chết, đó là tai hại, tai hại. Thì tôi cũng làm những bài báo, mà xưa tôi viết bài báo rất là nhiều bài báo về cái này, vấn đề này. Và chúng ta làm gì, chúng ta bệnh nhân đến với chúng ta, chúng ta thấy nó là cái gì hết trơn, không hiểu cấu trúc uống nằm đâu hết trơn, không còn thấy lớp da, chỉ có lớp da thôi, mỗi lớp da có da bộ hết toàn bộ cái lớp uống, chúng ta thấy một cái màu giống như là mưa bão rồi vậy đó, không thấy gì hết trơn. Và khi chúng ta chụp nhũ ảnh, chúng ta thấy rất nhiều cái nốt đây, giống như vừa quá to vậy đó, không vừa quá to, giống như nhiều này gấp luôn. Tiếp tục tưởng tượng mình ở đây chính giữa đây cũng có ung thư, không biết ung thư rồi che lấp hết toàn bộ. Như vậy cái gì sẽ giải quyết được vấn đề này các bạn? Chụp nhũ ảnh không được, siêu âm không được, sờ bó tay luôn, sờ lên ngón nhũ để nhấp các cục luôn, làm gì? Xin tiếp rồi mời bạn xin tiếp cục nào chứ được. Bạn thích xin tiếp cục nào? Cục này thấy đẹp quá, hỏi xin tiếp đúng không? Xin tiếp cục này. Bây giờ chỗ này làm như thế nào? Đây là bạn trên nhũ ảnh nha, thế mà sao mình chụp chỗ nào mình chụp chọc đi, bó tay. Thì chúng ta dùng gì các bạn? Chúng ta nếu chúng ta gặp những bệnh nhân như thế này, chúng ta phải đánh nhớ đặt lưng nhớ hoài nha. Nên làm gì? Chúng ta cho làm chụp cộng hưởng từ, chụp mặt cộng hưởng từ, nó sẽ phân biệt chúng ta các tổn thương silicon và tổn thương của u não, nhớ không? Siêu âm với lại em trai lần sau tôi bệnh nhân phải đừng khám tôi nữa, tại khám tôi tốn tiền mà tôi biết gì, trừ trường hợp trên da có viêm áp xe thì đừng đi trên, mà không biết làm được nữa các bạn. Nếu mà áp xe tôi không dám chọc ra luôn, chọc xuống dưới ra cái gì, nó bắt đầu mình chết luôn, nó đâm silicon, ví dụ silicon là đau thì cho mình đâm vô một cái, các bạn coi cho mình đâm vô, tôi nhìn các bạn biết không, nhiều cái đứa mạch máu hút silicon nó đâm vô mạch máu, bệnh nhân sẽ thiêu sắc lên chính bản thân mình vậy ra, à, thành ra đừng đâm mạnh nha. Đâm vô silicon đừng có mặt là tắt mặt luôn nha. Tại vì cái này phải hướng dưới chậm chụp cộng hưởng từ thôi. Và ở bệnh viện Chợ Rẫy á, có những ca như vậy, bệnh nhân vô rồi lấy những khối u ra thì có bác sĩ Hùng mới làm nghiêm mài từ sáng tới chiều mới lấy hết, mới cho u này mà cũng chưa hết rồi, biết miếng làm việc đoạn dạng của bạn không? Đoạn trụ chỉ có đoạn trụ cách họng bỏ 24 là hết cái này, chứ giờ nó đẩy đặt hết vú đừng bó tay luôn ha. Vậy đến 4 năm là những tổn thương như cảm tính và tính thì nó có gì, có hình dạng không đều, hình dạng không đều bờ là những thùy nhỏ không rõ, có góc có cạnh, có gai hình tua gai, có bóng lưng, rồi là những khối tròn lặp hoặc là ở những nang thì là những nang không điển hình, nang phức tạp, có vách có thành dày bên trong, có u nhú trong tuyến cuối và cấu trúc cũng nghi ngờ. Nhắc lại nhất hình dạng không có đều, nó phải là một chủng giống như là bên u lành tính. Thứ hai là bờ, là cái yếu tố rất là quan trọng, bờ nó không phải bờ tròn đều nữa mà nó là bờ gai, tua gai rất là nhiều và nó bờ nó không rõ ràng ha, và có bóng lưng phía sau và nó cái tổn thương những mô xung quanh, nó mất cấu trúc mô xung quanh rồi và có thể là ảnh hưởng đến cấu trúc da, thay đổi cấu trúc da hay là tổn thương cơ dập. Đây chúng ta xem hình ảnh, chúng ta thấy đây là một tổn thương của eco kém này, và có bóng lưng to một bên ha. Chỗ này chúng ta thấy bên trong bọc độ nó không có đều, có những cái tổn thương dày mờ quá, hoặc là những tổn thương đây chúng ta thấy bờ không đều ha, có những cái bờ gai, gai bên, hoặc là những cái nang
trầm thì đây là mấy ca nặng của bệnh sinh thiết uống, hoặc là những chúng ta thấy đây là những khối u kém bờ ngón gai con điều này. Đó, đây là những tổn thương bệnh gai này. Đó con điều, và nó không có rõ ràng, không có rõ bờ giống như cái khác, và cấu trúc mô xung quanh nó cũng thay đổi ha. Đây chúng ta thấy đây là những ta là, nên là cái góc cái rút cảnh rất là nhiều luôn, nó giống như thằng nhỏ luôn chứ không phải bờ điều luôn đó. Và ngay cái này nó xâm lấn từ 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 cũng thấy từ từ và nát. Hồi nãy chúng ta thấy cái đặt cái thằng đã làm cái lành tính, đây là cái nắp tính đó, các bạn thấy cái vỏ nó rất là dày và bên trong cái buồng rỗ mặt của nó đó, nó không phải là khối nhỏ đâu mà nó làm gần hết vùng cái bên ngoài luôn, còn lớn lắm cái bờ cái hạch luôn. Hoặc là bên trong phản ứng rất là kém, nhưng mà bên trong có rất nhiều khối vôi nó to nè, mật độ cấu trúc nó không đều nhau ha, ống lưng rất nhiều, một bên thì tăng cao, một bên thì ống lưng nó sáp trụng, có trụng cấu trúc rất nhiều. Đây là hình ảnh sáp trụng cấu trúc, và đây hình ảnh gì căng thẳng căng này nó to nè, đó hai hạch này mất cấu trúc hạch luôn, thì kết luận là tổn thương virus thì rất lớn trong cái chẩn đoán các tổn thương tu vú, và nó giúp chúng ta có một phân loại hệ thống tốt hơn, tiêm chuẩn cho bệnh nhân tốt hơn và đưa ra hướng xử trí giải quyết. Thì cái bài này chắc các anh chị chỉ nắm những cái phân loại, cái bài đó là cái bài trọng nhất ha. Thì để chúng ta giúp cho lâm sàng và chẩn đoán điều trị chúng ta sau này. Đây mới là cái bản này thôi. Rồi các anh chị này hỏi gì nữa không? Cho em hỏi cái sự âm mà bắt nam cú bắt 5mm thì có những bắt dài đến giữa này để tôi lại hình. Dài bắt dài. Có cái hình này nó ra dài. Đây chúng ta có cái hình này ha. Bình thường cái vách rất là mỏng, còn cái vách này là có bên trong có vách, còn cái nang bình thường bên trong có vách nó gần như là những cái cấu trúc nang rất là mỏng dưới hơn 1mm, nó nói là nhau bên trong vách dày 2mm các bạn. Còn những cái vú có chồng này là phải trên 5mm ha, người ta đánh giá được, còn 1mm là tính, nhưng mà trong đó là nghi ngờ tính thôi. Chứ tổn thương u vú cái vú là cái tổn thương nhiều khi không thấy được cái nang, không thấy được chồng này đâu, không thấy cái gì hết trơn, mà chúng ta chỉ làm được